Trần Nhật Phong mến chào tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình tin Hoa Kỳ, tin quốc tế và tin Việt Nam ngày hôm nay. Hôm nay là ngày thứ Năm, ngày 28 tây tháng 5 năm 2020. Trước hết cảm ơn tất cả bạn bè khán giả ở khắp nơi đã chọn channel của Phong để theo dõi các bản tin hàng ngày, các bài nói chuyện, phân tích, đối chiếu, so sánh trên tinh thần chủ quan của Phong, cũng như là phần thảo luận của tất cả chúng ta sau mỗi một bản tin. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và nhanh chóng đi vào bản tin ngày hôm nay. Bản tin đầu tiên là Nga tịch thu được 40 tấn các loại cheese bị cấm vận từ Âu Châu. Đây là bản tin mới nhất trong việc buôn lậu tất cả những mặt hàng mà Âu Châu đã ban lệnh cấm vận đối với Nga. Nga ngày thứ Tư cho biết họ đã bắt giữ và tịch thu được khoảng 40 tấn các loại cheese từ Âu Châu trong một cuộc buôn lậu được xem là lớn nhất giữa lúc mà Nga đang có lệnh cấm vận đối với các cái việc nhập cảng thực phẩm từ Âu Châu. Giới chức hải quan cho biết các cái cheese này đã được phát hiện tại một bến cảng ở phía tây bắc của thành phố Saint Petersburg trong 4 cái container và được dán nhãn là những cái sản phẩm khác. Và cái shipment này, tức là cái chuyến hàng này, là loại cheese có tên gọi là Double Blue của Ý và các loại cheese của cái công ty gọi là Canabandano, theo phía cơ quan hải quan của Nga cho biết. Và đây là một trong những cái hình ảnh đầu tiên mà Nga cho thấy rằng đang siết chặt cái việc buôn lậu tất cả thực phẩm. Nga đã bị cộng đồng của Âu Châu cấm vận kể từ khi mà Nga đưa quân xâm chiếm Crimea, một phần đất của lãnh thổ Ukraine trước đây năm 2014. Và ngay sau đó, Nga đã trả đũa bằng cách là cấm nhập cảng tất cả những cái thực phẩm từ Âu Châu. Và kể từ năm 2014 cho tới nay, thì có nhiều vụ buôn lậu đã đưa những cái thực phẩm lậu từ Âu Châu qua Nga. Và bây giờ là một trong những cái vụ bắt giữ lớn nhất mà hải quan của Nga đã thông báo. Và trong hình ảnh cho thấy rằng là các chú chó đã ngửi được mùi của cheese ở trong các cái thùng, ở cái container này. Và sau khi họ mở tất cả những cái thùng này ra thì toàn bộ là cheese, rồi có cả những cái bịch cà phê và một số những cái loại sản phẩm khác. Nga đã được xem là một trong những quốc gia đang bị Liên hiệp Âu Châu cấm vận trong vấn đề của Crimea. Ngược lại, Nga cũng đã áp đặt lệnh cấm vận lên một số những mặt hàng của Âu Châu. Đây là bản tin đầu tiên liên quan tới tình hình của khu vực Âu Châu. Trong khi đó thì Anh cho biết họ đã đóng cửa tòa đại sứ của họ tại Bắc Hàn sau khi mà có cái lệnh gọi là đóng cửa phong tỏa một cách cực đoan. Anh cho biết họ đã đóng cửa tòa đại sứ của họ tại thủ đô Bình Nhưỡng của Bắc Hàn sau khi mà ra lệnh cho nhân viên của họ rời khỏi quốc gia này. Biến cố mà đóng cửa bất ngờ này diễn ra sau khi mà chính quyền Bắc Hàn đã có những cái chính sách gọi là cực đoan trong vấn đề phong tỏa tất cả toàn bộ cái quốc gia này trước đại dịch. Và trong đó thì các nhân viên của tòa đại sứ đã phải tuân thủ tất cả những cái lệnh nghiêm ngặt của chính quyền Bắc Hàn trong việc mà đối phó với đại dịch. Và ngay sau đó thì Anh cảm thấy rằng không có thoải mái với những cái lệnh cấm và lệnh phong tỏa đầy nghiêm ngặt này. Họ đã cho đóng cửa tòa đại sứ của họ tại thủ đô Bình Nhưỡng. Một số nguồn tin cho biết là trên trang web của Hoa Kỳ cho biết là ngoại trừ bên đại sứ của Anh rời khỏi Bắc Hàn ra thì cũng có một số văn phòng đại sứ khác cũng đang rục rịch đóng cửa và không muốn tuân thủ tất cả những cái lịch đầy nghiêm ngặt của Bắc Hàn. Bắc Hàn được xem là một trong những quốc gia có những cái sắc lệnh phong tỏa nghiêm ngặt nhất, và thậm chí là ngay khu vực biên giới của Bắc Hàn sẵn sàng cho phép binh sĩ bắn bỏ những ai băng ngang biên giới từ Trung Quốc qua Bắc Hàn trong việc mà giới hạn cái việc lây nhiễm của đại dịch siêu vi khuẩn Vũ Hán. Và trong khi đó thì liên quan tới nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã tái xuất hiện trở lại trong một cái lời tuyên bố liên quan tới chương trình hạt nhân của Bắc Hàn, mà trong đó Bắc Hàn tuyên bố sẽ thay đổi chính sách hạt nhân của họ. Đây là lần xuất hiện đầu tiên của ông Kim Jong-un kể từ ngày 2 tây tháng 5 cho tới bây giờ, và ông đã ít xuất hiện trên cái diễn đàn của Bắc Hàn nhiều hơn, bởi vì trong thời gian gần đây thì có những cái biến chuyển xảy ra ở khu vực Bắc Hàn cũng như khu vực Á Châu Thái Bình Dương. Kim Jong-un có vẻ như đã có cái việc mà tránh né rất nhiều, xuất hiện trước công chúng. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Anh tại Bắc Hàn. Trong khi đó, Hoa Kỳ tố cáo rằng Trung Quốc đã ngăn chặn một cái cuộc họp khẩn cấp liên quan tới tình trạng của Hồng Kông. Hoa Kỳ ngày 27 tây đã lên tiếng tố cáo rằng chính Trung Quốc đã ngăn chặn kêu gọi một cuộc họp khẩn cấp trong Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc về việc mà chính quyền Cộng sản Bắc Kinh đã cố tình áp dụng cái đạo luật gọi là an ninh quốc gia lên lãnh thổ Hồng Kông. Trong một bản văn thư được đưa ra ngày hôm thứ Tư thì Cái cơ quan đại sứ mệnh của Hoa Kỳ tại Liên Hiệp Quốc cho biết là họ dự tính là sẽ mở một phiên họp với 15 thành viên của Hội đồng Bảo an để thảo luận về vấn đề này và cho rằng đây là một trong những cái lo ngại trên toàn cầu và gây phức tạp cho cái nền hòa bình và an ninh của cộng đồng quốc tế. Bắc Kinh ngay lập tức đã dùng cái quyền của một thành viên thường trực trong Hội đồng Bảo an đã ngăn chặn kêu gọi phiên họp này và cho rằng là phía Hoa Kỳ đã xen vào nội bộ của Trung Quốc. Luật này của phía Trung Quốc đã áp đặt ngày hôm nay lên lãnh thổ Hồng Kông và trong đó cho phép các nhân viên an ninh, công an, cảnh sát và kể cả lực lượng quân đội của Trung Quốc có thể xen vào và thay thế cảnh sát Hồng Kông điều hành vấn đề an ninh trật tự tại Hồng Kông, nhân danh là an ninh quốc gia. Việc này đã dẫn tới việc phản ứng mạnh mẽ của nhiều quốc gia trên thế giới và trong đó thì phía Hoa Kỳ tuyên bố sẽ có những biện pháp trừng phạt mạnh mẽ đối với lại các viên chức của Bắc Kinh và Hồng Kông nếu như thực thi đạo luật này ngay tại Hồng Kông. Và bên cạnh đó thì 4 quốc gia nằm trong khối ngũ nhãn cũng đã lên tiếng tố cáo rằng Trung Quốc đã vi phạm tất cả những cái chính sách của mà họ đã từng cam kết với Anh Quốc. 4 quốc gia là Mỹ, Anh, Canada và Australia đã lên tiếng trong một bản thông cáo chung tỏ ra rất là quan ngại và tỏ ra rất là lo ngại về việc mà Trung Quốc đã quyết định áp đặt cái đạo luật an ninh đối với Hồng Kông và cho rằng phía đạo luật này đã phá hủy hoàn toàn cái nền tảng tự do dân chủ của Hồng Kông. Luật này theo phía của 4 quốc gia cho biết là Trung Quốc đã vi phạm trầm trọng vào cái bản thông cáo chung mà họ đã từng ký kết với Anh Quốc năm 1984. Lúc đó họ đã cam kết rằng sẽ giữ cho Hồng Kông 50 năm bất biến và sẽ không xen vào tất cả những cái việc điều hành cái cơ chế và thể chế tại Hồng Kông và tôn trọng một quốc gia hai thể chế. Tuy nhiên thì bây giờ đạo luật này được xem là vi phạm trầm trọng vào cái bản thông cáo chung trên và cả 4 quốc gia Anh, Canada, Mỹ và Hoa Kỳ và Australia đã lên án gay gắt và nói rằng sẽ có những cái hành động cứng rắn hơn đối với chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc trong việc mà áp dụng đạo luật này lên Hồng Kông. Người dân Hồng Kông vẫn tiếp tục xuống đường biểu tình để phản đối đạo luật này và có nguy cơ sẽ dẫn tới một cuộc bất ổn lớn tại Hồng Kông trong thời gian tới. Đó là bản tin liên quan tới tình hình tại khu vực quốc tế. Trong khi đó, Tập Cận Bình đã lên tiếng cảnh báo sẽ có nguy cơ xung đột vũ trang với Ấn Độ. Bản tin mới nhất cho biết Tập Cận Bình ngày hôm thứ Ba đã đưa ra một lời được xem là cảnh báo trong cái hội nghị lần thứ 13 của Quốc hội Trung Quốc liên quan tới mối quan hệ giữa Ấn Độ và Trung Quốc trong việc mà có cái xung đột ở biên giới. Việc này diễn ra giữa lúc mà binh sĩ của Ấn Độ và binh sĩ của Trung Quốc đã có những cuộc xô xát tại biên giới nơi mà được xem là đang có tranh chấp nằm ở dọc theo cái dãy Hi Mã Lập Sơn. Và trong đó thì ông Tập Cận Bình đã lên tiếng và kêu gọi giới quân đội là phải sẵn sàng để bảo vệ chủ quyền, an ninh, quyền lợi và gìn giữ ổn định trong quốc gia. Đây là lời tuyên bố của Tập Cận Bình. Một lời tuyên bố được xem là gần như là khiêu chiến với Ấn Độ trong vấn đề tranh chấp biên giới. Phía Ấn Độ cho biết là trong thời gian gần đây, chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc đã thúc đẩy mạnh mẽ về cái việc gọi là chính sách diều hâu trong vấn đề chủ quyền và lãnh hải. Và do đó thì các vụ xung đột biên giới này Ấn Độ đang quan sát cẩn thận. Hiện nay Ấn Độ đã đổ thêm quân vào khu vực biên giới này để quan sát tất cả những cái biến động từ phía bên kia biên giới. Tuy nhiên ở phía bên kia biên giới thì phía Trung Quốc cũng đã gia tăng sự hiện diện của lực lượng quân đội cách mạng giải phóng nhân dân Trung Quốc tại khu vực này và có nguy cơ đôi bên sẽ dẫn đến một cuộc chiến xung đột trở lại. Đôi bên đã có một cuộc chiến rất đẫm máu năm 1962 liên quan tới vấn đề tranh chấp về cái đường dây biên giới giữa đôi bên. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của khu vực Nam Á ngày hôm nay và đặc biệt với cái phần lãnh thổ của Trung Quốc. Trong khi đó thì mối quan hệ càng lúc càng lạnh nhạt của Hoa Kỳ và Trung Quốc có thể sẽ khiến cho các sinh viên Trung Quốc đang theo học tại Hoa Kỳ phải bỏ cuộc và phải rời khỏi Hoa Kỳ, đặc biệt là trong tất cả các cái phòng nghiên cứu. Các trường đại học Hoa Kỳ trong thời gian sắp tới sẽ có thể ngưng lại tất cả các cái chương trình học dành cho các sinh viên Trung Quốc giữa lúc mà các nhà lập pháp Hoa Kỳ đang có những cái dự luật được ban hành và trong đó ngăn cấm và giới hạn rất nhiều những cái việc mà du học tới Hoa Kỳ từ Trung Quốc, trong đó thì lo ngại trong vấn đề an ninh là các sinh viên Trung Quốc có thể đánh cắp các bí mật của Hoa Kỳ và tham gia vào các cái hoạt động gián điệp tại Hoa Kỳ. Cả hai bên, cả Thượng viện lẫn Hạ viện Hoa Kỳ ngày hôm thứ Tư cho biết là việc mà bảo vệ cho cái an toàn trong khuôn viên các trường đại học trước những cái hoạt động gián điệp của Trung Quốc, đặc biệt là trong giới sinh viên từ Trung Quốc. Đồng thời đánh cắp những cái bí mật của Hoa Kỳ trong các cái viện nghiên cứu từ các trường đại học là mối quan tâm hàng đầu trong vấn đề an ninh quốc gia của Hoa Kỳ. Điều này cho thấy là phía Hoa Kỳ càng lúc càng lạnh nhạt đối với những cái sự đầu tư và du học từ phía Trung Quốc, và điều này sẽ khiến cho nhiều sinh viên từ Trung Quốc đang theo học tại Hoa Kỳ có thể bị trục xuất trở về đất nước hoặc là tình nguyện rời khỏi Hoa Kỳ giữa lúc mà chương trình học của họ chưa được hoàn tất. Chính sách lạnh nhạt càng lúc càng căng thẳng giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ đã khiến cho nhiều phụ huynh của sinh viên Trung Quốc đã lo ngại và tìm cách đưa con cái của họ trở về nước. Và bây giờ thì cái việc mà của Hồng Kông đã làm gia tăng thêm mối căng thẳng giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay. Và bên cạnh đó thì ngay sau khi có cái việc mà quyết định của Tòa án Canada trong việc mà bác bỏ cái đơn của bà Meng Wanzhou, tổng giám đốc tài chính của công ty Huawei, trong việc yêu cầu hủy bỏ vụ án và trả tự do cho bà, đã bị quan tòa của Canada ngày hôm qua bác bỏ và tiếp tục tiến trình xử án để cho dẫn độ bà này về Hoa Kỳ. Thì Trung Quốc đã lên tiếng tố cáo cho rằng Canada đã đồng lõa với Hoa Kỳ trong việc bắt giữ bà Meng Wanzhou. Đây là một trong những cái phản ứng mới nhất của Đảng Cộng sản Trung Quốc ngay sau khi mà Tòa án Canada đã có cái phán quyết như trên. Phía Trung Quốc đã tố cáo là Canada đồng lõa với Hoa Kỳ trong cái động cơ chính trị sau khi một tòa án ở tại Canada ở Vancouver đã quyết định là hủy bỏ tất cả những cái khiếu nại của bà Meng Wanzhou yêu cầu hủy bỏ vụ án này. Và bây giờ tiến trình vụ án vẫn được tiếp tục xét xử trong việc dẫn độ bà này về Hoa Kỳ vi phạm trầm trọng tất cả những cái luật lệ của Hoa Kỳ và có tội lừa gạt ngân hàng cũng như đánh cắp các cái bí mật thương mại của các công ty Hoa Kỳ. Quan tòa có tên là Heather Holmes ở tòa án đã đưa ra một cái phán quyết nói rằng là bà này đã không đủ chứng minh về cái việc mà truy tố bà ta của Hoa Kỳ, và bà ta đã không đủ chứng minh tất cả những cái chứng từ do phía công tố viên của phía Hoa Kỳ đưa ra cũng như công tố viên phía Canada đưa ra, và do đó thì quan tòa dựa trên tất cả những cái bằng chứng này cho rằng bà ta đã không có biện minh được những cái lời truy tố đối với lại bà ta. Do đó thì phía quan tòa đã quyết định là sẽ không cho phép bà ta rời khỏi Canada, không trả tự do cho bà ta, và bà ta tiếp tục bị xét xử trong phiên tòa dẫn độ này. Ngay sau đó thì phía Trung Quốc đã lên tiếng chỉ trích gay gắt, báo chí Trung Quốc đã lên án cho rằng Canada là đồng lõa và là công cụ của Hoa Kỳ, và vụ án này có đầy động cơ chính trị và Canada sẽ phải trả giá trong việc mà giữ lại bà Meng Wanzhou. Lời đe dọa này đưa ra sau khi mà Thủ tướng của Canada, ông Justin Trudeau, đã lên tiếng nói rằng Trung Quốc vốn không hiểu được cái nền luật pháp của Canada. Canada có một nền tư pháp độc lập hoàn toàn với chính phủ, và chính phủ của Canada không hề xen vào tất cả những công việc của phía Bộ Tư pháp và bên Tòa án của Canada. Và do đó thì đây là một trong những cái lời tố cáo của Trung Quốc và cho rằng Canada đã tiếp tay cho Hoa Kỳ. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của khu vực ở Á Châu Thái Bình Dương của Trung Quốc với Canada. Và trong khi đó thì trở lại Hoa Kỳ ngày hôm nay, Chủ tịch của Đảng Cộng Hòa tại tiểu bang Texas cho biết Tổng thống Trump có thể tổ chức Đại hội Đảng Cộng Hòa trong tiểu bang của Texas nếu như Tổng thống muốn di chuyển cái đại hội này từ tiểu bang North Carolina qua một tiểu bang khác như lời ông đe dọa. Bản tin mới nhất cho biết lãnh đạo của Đảng Cộng Hòa tại tiểu bang Texas cho biết là sẵn sàng đón nhận và tổ chức cái đại hội Đảng Cộng Hòa tại Texas trong năm nay nếu như Tổng thống Trump quyết định là rút ra khỏi cái việc tổ chức đại hội đảng tại tiểu bang North Carolina. Tiểu bang Texas đón chào Tổng thống Trump và đại hội của Đảng Cộng Hòa. Đó là lời phát biểu của Chủ tịch James Dickey nói với lại một tờ báo vào hôm đầu tuần. Và cho tới giờ phút này vẫn căn cứ trên cái tiến trình của thống đốc Abbott ở tại tiểu bang Texas, và chúng tôi sẵn sàng cho việc tổ chức này và nó sẽ có thể diễn ra tại Houston. Texas hiện nay là đang có khoảng 56.000 trường hợp đã bị lây nhiễm và có 1.533 trường hợp bị tử vong theo báo cáo của trường đại học Johns Hopkins. Trong khi tiểu bang North Carolina có 24.000 trường hợp xác nhận là bị lây nhiễm và 794 trường hợp bị tử vong. Và bây giờ thì Tổng thống đã cho tiểu bang North Carolina một tuần lễ để trả lời chính thức về những đòi hỏi của ông và Đảng Cộng Hòa trong việc mà giãn cách xã hội mà tiểu bang này muốn áp dụng vào trong cái đại hội của Đảng Cộng Hòa. Tuy nhiên thì Tổng thống Trump đã phản đối và ông nói rằng sẽ không có cái quy tắc cách ly xã hội hay giãn cách xã hội trong đại hội Đảng Cộng Hòa. Và nếu như không thì ông sẽ di dời cái đại hội đảng này qua một tiểu bang khác. Tiểu bang này, đại hội này dự tính là sẽ có sự tham dự của khoảng 20.000 người trên toàn quốc. Đó là bản tin liên quan tới tình hình Hoa Kỳ ngày hôm nay. Trong khi đó thì bước qua tình hình của Hồng Kông, một nghị viên thuộc đảng đối lập của Hồng Kông đã bất ngờ quăng một cái cây thối rữa vào cái người được gọi là chủ tịch của Nghị viện Hồng Kông trong cái việc mà tranh luận trong cái dự luật về việc mà tôn trọng lá quốc kỳ của Trung Quốc. Các nhân viên ở bảo vệ cho cái tòa lập pháp của Hồng Kông đã xông vào tòa lập pháp Hồng Kông ngày thứ Năm sau khi mà một nghị viên đối lập của đảng đối lập đã bất ngờ quăng một cái gói cây thúi vào trong cái ghế của cái người được gọi là chủ tịch của nghị viện trong lúc mà đôi bên đang có sự tranh luận gay gắt liên quan tới một cái dự luật mà dự luật này là buộc người Hồng Kông phải tôn trọng lá quốc kỳ và quốc ca của Trung Quốc. Người mà được quăng vào cái cây thối này và cái cây thối rữa này vào trong cái ghế của bà chủ tịch của cái nghị viện là Chan Hoi Yan, và ngay sau đó thì Chan Hoi Yan đã được đưa tới bệnh viện sau khi mà ngửi được cái mùi của cái cây thối này. Các nhà lập pháp sau đó đã chấp thuận, tức là phía đa số của phía thân Bắc Kinh đã chấp thuận cái dự luật tôn trọng cái lá quốc kỳ và kể cả cái bản quốc ca của Cộng sản Trung Quốc trên lãnh thổ Hồng Kông. Điều này có nghĩa là người dân Hồng Kông nếu như mà có những hành động được xem là xúc phạm lá quốc kỳ, ví dụ như tạt sơn vào trong cái lá quốc kỳ hay là đốt lá quốc kỳ, thì họ sẽ có thể sẽ đối diện với án tù lên tới 3 năm tù và tiền phạt lên tới 50.000 Hồng Kim. Đây là một cái luật mà Bắc Kinh buộc Hồng Kông phải tôn trọng lá quốc kỳ của họ. Bên cạnh đó, ai sửa lời quốc ca của Trung Quốc thì cũng sẽ bị trừng phạt tương tự. Đây là một trong những cái dự luật mà phe thân Bắc Kinh tại Hồng Kông đã thông qua sau cái cuộc tranh luận này. Trong khi đó thì phe đối lập vẫn phản đối rất gay gắt cái dự luật này, cái đạo luật này, và cho rằng đạo luật này là rõ ràng đây là công cụ của chính quyền Bắc Kinh chứ không phải là đứng về phía người Hồng Kông. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của khu vực Á Châu Thái Bình Dương ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Á Châu Thái Bình Dương ngày hôm nay, cựu thủ tướng của Malaysia là ông Mahathir Mohamed bất ngờ đã bị trục xuất ra khỏi đảng mà do chính ông sáng lập trước đây, đó là đảng Bersatu. Đây là một trong những cái biến cố khá bất ngờ. Cựu thủ tướng Malaysia là ông Mahathir Mohamed đã bị sa thải ra khỏi cái đảng do chính ông sáng lập và dẫn tới cái cuộc thắng cử của ông vào năm 2018 vừa qua. Biến chuyển này diễn ra sau khi mà cả cái đảng này đã có cuộc cải tổ và đang chiếm khoảng 222 ghế trong cái hội đồng lập pháp của Malaysia, và trong đó thì nó đang có một cái cuộc gọi là bất ổn chính trị sau khi mà ông đã bị sa thải ra khỏi cái ghế và tự mình từ chức trong cái ghế thủ tướng khi không thành lập được nội các ở Malaysia. Trong lá thư gửi cho vị cựu thủ tướng 94 tuổi được đưa ra ngày thứ Năm thì người đứng đầu của đảng này nói rằng là căn cứ trên những cái việc mà hành động vừa qua của ông Mahathir Mohamed đã đi ngược lại với chính sách của đảng, và do đó là họ đã chính thức tuyên bố trục xuất ông ra khỏi đảng này. Đây là một cái đảng mà do chính ông Mahathir Mohamed đã sáng lập trước đây, và đảng này được xem là một trong những đảng chính trị lâu năm tại Malaysia và cầm quyền lâu năm tại Malaysia trong thời gian mà ông Mahathir Mohamed làm thủ tướng suốt 23 năm. Sau đó ông ta đã về hưu và rồi thì năm 2018 ông ta quay trở lại chính trường ở tuổi 91 và ông ta đã thắng cử, 92, và ông ta đã thắng cử chức thủ tướng lần thứ hai. Và ngay sau đó thì đã xảy ra một cái biến động chính trị khiến cho ông ta phải từ chức thủ tướng. Và bây giờ thì đảng này cho rằng ông đã có những hành động đi ngược lại với chính sách của đảng và họ đã chính thức sa thải ông ra khỏi đảng. Đó là bản tin liên quan tới Malaysia ngày hôm nay. Và đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế Hoa Kỳ. Và bây giờ bước qua phần tin Việt Nam. Một chuyến bay đặc biệt sẽ đón công dân Việt Nam từ Đài Loan trở về nước. Bản tin mới nhất từ Đài Loan xác nhận rằng là Cộng sản Việt Nam đã có một chuyến bay đặc biệt để nhận lại tất cả các công dân Việt Nam tại Đài Loan. Bộ Ngoại giao của Đài Loan cho biết ngày hôm nay, và theo tường trình của cái gọi là Bộ Kinh tế và Văn hóa, và Văn phòng Kinh tế và Văn hóa của Cộng sản Việt Nam, tức là một cái văn phòng bán chính thức của Tòa đại sứ Cộng sản Việt Nam tại Đài Bắc, cho biết là chuyến bay này sẽ diễn ra vào ngày mai 29 Tây. Trong đó sẽ đầu tiên hết là sẽ ưu tiên cho những phụ nữ mang thai, những người lớn tuổi và những người bị bệnh trầm trọng cũng như các trẻ em sẽ lên chuyến bay này trở về Việt Nam. Và cô đã phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Đài Loan đưa ra điều này nhưng mà không cho biết thêm chi tiết. Và đây là chuyến bay đặc biệt và cũng không cho biết là có bao nhiêu người trên chuyến bay này. Nhưng mà đây là một cái thông báo mới nhất từ phía Đài Loan. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Việt Nam. Và bản tin thứ hai là ngay sau khi bị chỉ trích cho rằng Cộng sản Việt Nam đã không có trung thực trong việc báo cáo về đại dịch, đặc biệt là không có ca tử vong nào, thì ngay lập tức Đảng Cộng sản Việt Nam đã lên tiếng đính chính trên tờ báo Tuổi Trẻ, và trong đó đã dẫn ra rất nhiều những lý do từ những cái kinh nghiệm chống dịch bệnh xa, lệnh cách ly xã hội, vân vân và vân vân, để biện minh cho việc mà Việt Nam ngày hôm nay vẫn không có một cái ca tử vong nào. Trong khi đó thì cái cơ quan đưa ra cái việc mà xác nhận rằng phía Cộng sản Việt Nam đã thiếu minh bạch và không có trung thực trong việc mà báo cáo về số lượng người chết. Đó là một cái Gavi, một tổ chức được thành lập từ năm 2000 và trong đó thì là đang hoạt động tại các nước là được xem là đang phát triển và các nước nghèo và lạc hậu. Gavi ghi nhận rằng là trong cái hệ thống y tế Cộng sản Việt Nam đã không có tất cả những cái thông tin chính xác liên quan tới vấn đề về phía mà Việt Nam đã không báo cáo chính xác về cái số tử vong tại Việt Nam. Và cho tới và giờ phút này Cộng sản Việt Nam vẫn khẳng định là không có một trường hợp tử vong nào liên can tới con siêu vi khuẩn Vũ Hán. Và đây là một trong những cái báo cáo mà cộng đồng quốc tế đã không tin tưởng. Và do đó Cộng sản Việt Nam đã đưa ra một cái lời biện minh dựa trên cái công ty Gavi này để xác nhận rằng là những cái báo cáo của Cộng sản Việt Nam từ Bộ Y tế qua tới Bộ Công an và kể cả báo chí Việt Nam là những sự thật. Việt Nam chưa có một bệnh nhân nào chết vì con siêu vi khuẩn Vũ Hán. Đây là một trong những cái lời biện minh của phía Cộng sản Việt Nam trên tờ báo Tuổi Trẻ. Nhưng trên thực tế thì các quốc gia trên thế giới đều biết rõ Cộng sản Việt Nam đã báo cáo láo về con số lây nhiễm và báo cáo láo về không có trường hợp tử vong. Do đó tại sao mà không có trường hợp tử vong mà cộng đồng quốc tế, đặc biệt là cái giới y khoa quốc tế lại không tham khảo với Cộng sản Việt Nam so với Đài Loan. Trong khi Đài Loan cho tới ngày hôm nay đã có mười mấy cuộc hội thảo trực tiếp qua màn hình video giữa giới chức y tế của Đài Loan và các quốc gia trên toàn thế giới trong việc họ tìm hiểu lý do tại sao Đài Loan thành công trong việc mà phòng chống lại con siêu vi khuẩn Vũ Hán. Đài Loan đã có hơn 400 trường hợp bị lây nhiễm và cho tới ngày hôm nay là có tổng cộng 6 trường hợp tử vong trong nội địa và một trường hợp tử vong là từ bên ngoài nhập cảng vào. Trong khi đó Cộng sản Việt Nam thì tuyên bố chưa tới 300 trường hợp lây nhiễm và không có một ca tử vong nào, nhưng cộng đồng quốc tế lại không quan tâm tới cái việc mà báo cáo của Cộng sản Việt Nam trong vấn đề đối phó với đại dịch. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của đại dịch ngày hôm nay. Và trong khi đó, giữa lúc mà Philippines đã đưa khu trục hạm của họ do Úc chế tạo ra đảo Thị Tứ để bắt đầu thực hiện một cái chính sách cụ thể mạnh mẽ hơn trong vấn đề bảo vệ chủ quyền biển đảo, thì phía Cộng sản Việt Nam vẫn tiếp tục chỉ dùng cái miệng để phản đối Trung Quốc. Và việc phản đối mới nhất lên tiếng là đã chống lại và yêu cầu Trung Quốc chấm dứt việc trồng rau ở trên khu vực ở Hoàng Sa và Trường Sa. Đây là một trong những cái biến chuyển mới nhất cho thấy tình hình ở khu vực, nước nào cương quyết bảo vệ chủ quyền biển đảo và nước nào không. Phía Philippines ngày hôm qua đã đưa khu trục hạm do Úc chế tạo từ năm 2015 và Duterte đã cho ít nhất 2 chiếc khu trục hạm này ra cập vào bến cảng đảo Thị Tứ, nơi mà Philippines đang có cái việc quản trị cái đảo này ở trên quần đảo Trường Sa. Trong khi ngược lại Cộng sản Việt Nam thì chỉ lên tiếng phản đối là Trung Quốc đã cho người ra ở khu vực Biển Đông đông đảo và có cái hành động gọi là trồng rau ở ngoài các cái đảo này. Đây là một trong những cái phản ứng duy nhất mà Cộng sản Việt Nam làm là chỉ phát biểu trên Bộ Ngoại giao và không hề có một cái hành động cụ thể nào để chứng minh là cái cương quyết bảo vệ chủ quyền lãnh hải và lãnh thổ, chỉ nói bằng cái miệng. Đó là bản tin liên quan tới tình hình tại Việt Nam. Và cuối cùng liên quan tới tình hình tại Việt Nam, e dè sự chống đối của người miền Nam càng lúc càng gia tăng và sự bất mãn của người miền Nam càng lúc càng gia tăng đối với cái thái độ cầm quyền của nhóm Cộng sản Bắc Việt. Sài Gòn, mà Cộng sản Việt Nam thường gọi là thành phố Hồ Chí Minh, đã bắt đầu bổ nhiệm thêm nhiều nhân vật được xem là có chủ nghĩa cộng sản cực đoan để nhận một số những cái vị trí quan trọng trong Bộ Công an, nhằm siết chặt và đàn áp những mầm móng họ coi là bất mãn, mà họ gọi là chữ phản động ở trong cái chế độ của cai trị của họ. Và bây giờ thì có nhiều nhân vật được xem là có cái khuynh hướng cộng sản cực đoan đã được nhận các cái chức vụ cao trong Bộ Công an tại cái gọi là thành phố Hồ Chí Minh, mà chúng ta gọi là Sài Gòn. Lực lượng công an này có nhiệm vụ là sẽ phải đối phó với những khuynh hướng khác biệt với chính trị với Đảng Cộng sản Việt Nam, và gia tăng cái mức độ đàn áp đối với những nhà bất đồng chính kiến tại Việt Nam, đặc biệt là khu vực miền Nam Việt Nam, và nổi bật nhất là tại Sài Gòn. Và trong đó thì lực lượng này sẽ sẵn sàng dập tắt tất cả những tiếng nói này và quy chụp cho họ là âm mưu lật đổ chế độ, nói xấu Đảng và nhà nước, vân vân. Thì bây giờ những cái điều luật này đã được áp dụng, và một số những nhân vật được xem là cứng rắn trong việc bảo vệ chế độ cộng sản đã được bổ nhiệm vào các chức vị cao cấp của ngành công an để đối phó với tình trạng sự bất mãn càng lúc càng lan rộng trong khắp cả miền Nam Việt Nam. Đó là bản tin liên quan tới tình hình Việt Nam ngày hôm nay. Cảm ơn mọi người rất là nhiều cho bản tin này. Phong sẽ trở lại cùng tất cả mọi người trong chương trình Houston Nhật Ký chiều ngày hôm nay. Xin các bạn nhớ đón nghe và theo dõi. Mến chào tất cả mọi người. Bye bye!